chào cả nhà đã đến với kênh của Lợi. Hôm nay là một kỳ mới nữa rồi. Lại ăn một tô bún riêu. Ngon lắm cả nhà, mà cả nhà mình nha. Cái này là cỡ ăn sáng của Lợi, tại là dậy trễ, lại ăn trễ. Mọi người cũng ăn sáng hết rồi. Bữa nay thì vợ Lợi sẽ nấu món bánh bèo để đãi cả nhà mình nha. Nhưng mà tại vì Lợi đói bụng quá nên là phải ăn trước cái món bún riêu này. Bún riêu này rất là nổi tiếng cả nhà. Nổi tiếng gì đó nhà biết không? Là bún riêu chờ. Hồi nãy em mua sớm, bữa nay đi chợ nó sớm dữ lắm. Em mua sớm nhưng mà vẫn chờ. Mình ra đó mình mua là mình phải chờ. Ăn tôm thì bạn có thể chờ khoảng 20 tới 30 phút. Nhưng mà rất là ngon. Nhưng đổi lại thì nó rất là ngon. Cái mắm nè cả nhà, đây là mắm ruốc nè. Ngon lắm. Nè cả nhà, em được hồi bữa cái anh mà bán tôm, anh cho anh gửi cho một ký chả này, là chả kêu chả ngoài Nha Trang á cả nhà. Giờ em sẽ hấp bánh bèo, lát hấp lại em bỏ tủ lạnh ngăn đông á. Lá hấp lại ăn với bánh bèo. Đây có tôm. Vào đọt tôm ra bằm. Nguyên liệu là bột gạo với bột năng. Cái này là ăn nước mắm lạc, thiệt lạc. Sáng mua thêm được chục chén nè. 30.000 chục. Hả, mình có 20 rồi, giờ mua thêm chục nữa, lát đổ thêm chén. Này thật que cả nha. Phải không em? Cái này em que đúng không? Em kêu cổ quả thịt bắp. Mình chắc mua cô 30 em que luôn á. Tô này là 30 ngàn nha cả nhà. Cái que này giống cái đùi gà quá vậy. Hả? Cái này que giống ngon á. Mình giống cái chén đùi gà vậy. Bột thì bây giờ là sẽ trộn. Đó là ăn căng thử nha, để là làm phụ giờ. Bây giờ chị Ba sẽ phụ lột tôm nha cả nhà. Tôm này mình lột ra như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bằm nhuyễn ra nha. Giờ là mua được cục thịt bằm nữa nè. Đây. Tôm nó mềm ghê lắm. Dễ lột ghê luôn á. Dễ lột ghê luôn á. Bịch bột gạo này là 400g nè cả nhà. Bột gạo này hình như mấy thường thường mấy chị tập quán không có bán cả nhà ơi, chỉ có Bách Hóa Xanh hoặc là siêu thị á. Bột gạo xay nhuyễn luôn. Thì thường bột gạo người ta có cục cục ha, này ta xay nhuyễn luôn ha. Em cho bột năng, 2 muỗng bột năng. Anh đó không làm lại mới mua cái cày quậy này đúng không? Mua lâu rồi mà tại không xài á, mua hồi trước Tết. Em cho 600ml nước vô trước. Đánh tan xong rồi rác ra để cho bột nghỉ nửa tiếng trong thời gian mình làm nhân á. Để cho bột nghỉ, rác ra cho nó nở bột quá đúng không? Đúng rồi, cho nở bột á. Rác nấu thêm 600ml nước sôi vô nữa. Hồi đó hai vợ chồng lại cũng làm bánh rép sầu riêng á cả nhà. Đánh bột. Mà mua máy đánh bột rồi mua biết hư biết bao nhiêu cái máy. Tại mình mua rẻ tiền á. Mua có 100 mấy máy, cuối cùng sao mua 1 triệu mấy luôn, xài luôn. Hồi đó chưa có vốn. Đúng rồi, hồi đó chưa có vốn. Để cho bột nó như đây là em có thể đổ được bao nhiêu chén vậy? Lần đầu tiên làm em cũng biết luôn. Chả này thì giờ là sẽ hấp lại cho nó nóng lên nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại. Bên đây thì chị lại đang bằm cái phần tôm này ra. Nhuyễn ăn trộn với là thịt á không út? À trộn xào với tầm nhân á. Tím với lại hành tây hả em? Hành tây, ủa hành tím này đó em. Em cháy, còn hành tây mình trộn với xào nhân. Giờ biết cắt thành ấy không?
Ủa cắt vậy hả, chứ không phải là cắt hộp lụ hả? Hộp lụ. À mình cắt ra vậy trước xong rồi xíu mình cắt hộp lụ ha. À, bây giờ chúng ta sẽ cắt hộp lụ nha. Đây là cái màu gạch tôm nè cả nhà. Để vợ lại chút xíu nữa mình làm cái phần thịt bằm á, phần sốt á, nó sẽ có cái màu đỏ cho nó đẹp mắt quê hương nha cả nhà nha. Mình bỏ chừng chút xíu thôi là cái màu nó đậm dữ lắm rồi nha cả nhà. Bột năng để cho nó sớm lại. Rồi giờ em đi xào nhân, mình hấp bánh là xong. Cho thời gian cho bột nở mình đi xào nhân. Thấy đơn giản ghê không? Một món gì mà em muốn làm là tối lại em nằm em nghiên cứu dữ lắm nha cả nhà. Coi trên mạng đó đúng không em? Mà coi xong rồi mới ghi ra coi mình cần cái gì để mình đi chợ. Bột hiện giờ nó đang đó, đặt là lát nấu nước sôi 600ml nước sôi đổ vô. Đặt lại nè, để cho nó nở bột dạ ra nha cả nhà. Rồi, em xào nhân. Giờ xào nhân nha. Đây là cái phần quan trọng nha vợ nha. Đúng rồi, quan trọng nhất là cái nhân á, để miếng lại lấy cho chị Nguyệt ram tôm được. Quan trọng nha cả nhà, đây là vợ lại đang ram cái phần đi chan lại có nước sốt gì đó. Chút mình chan lên cái phần bánh bèo nha. Dạ em làm đổ cho chị Nguyệt đây đội đi bán. Ê bố mình làm một clip đội đi bán không? Đi. Không em đỡ không ai mua. Ôi giờ em mà đem ra chợ làm vô không mua mới sợ á. Đó cho nó thơm lên ha. Ha, bữa nào mình làm clip đội ra chợ bán nha. Em dám đội không? Dạ. Mà không có chỗ ngồi, phải có chỗ ngồi kìa. Mình đi hết chợ mình bán mà. Cả nhà có ai ủng hộ vợ lại không? Lại đi theo lại quay. Bé tiền bỏ vô bịch hả? Bé tiền thì nhưng mà phải bán món gì thôi, đợi ngày rằm đi bán chè cho nước đi. Vừa bán vừa cho. Người ta bán viên 5.000 mình bán viên có 3.000 hả? Viên 3.000 mình bán viên 1.000 thôi hả? Rồi bây giờ là sẽ xào thịt nha. Thịt giờ lại đã xào cho nó chín chín rồi nè, bỏ hành vô nha cả nhà. Hành xong rồi tôm, tôm xong rồi bỏ một miếng nước vô. Giờ nêm chưa? Giờ mới nêm nè. Giờ là giai đoạn quyết định cuộc đời đúng không vậy? Một chút xíu cà no. À, nhà lại ăn sao nêm vậy nha. Clip nào là cũng phải nói. Clip nào đây cũng phải nói chứ, để cả nhà nói là lại hai vợ chồng lại chỉ dẫn tàu lao mới lao nữa. Được. Đó, nhà lại ăn sao thì nêm vậy. Đây là cuộc sống của hai vợ chồng lại hai mỗi ngày làm một món. Đó. Hai vợ chồng lại ăn hoài á, anh quen cái khẩu vị rồi. Nên lúc nào anh cũng muốn em anh cũng thấy em nấu ăn ngon. Mà có mấy cô mấy anh mấy chị cũng tới nhà mình ăn cũng khen ngon mà, đâu phải là hả vợ chồng mình làm tự khen đâu. Bạn anh lúc mà mình chưa quay clip đó, bạn anh ghé nhà đó thì cũng nấu cho ăn đó. Sau đó chúng ta sẽ bỏ tôm vô nha cả nhà. Em thích nấu ăn lắm. Ôi chỉ là cũng nhiều quá anh ha. Nhiều lắm á, như đây là nhiều lắm á, tại vì kén hết đều giỏi lắm là chừng miếng à. Thì mình có cái chả Rồi bây giờ vợ lại sẽ bỏ miếng gạch tôm vô. Giờ là bỏ xíu nước sôi vô nha cả nhà. Đó. Rồi cái mình đi hấp
xong rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ gạch tôm vô đi. Giờ bỏ gạch tôm vô đi. Cho nó sớm lại. Không dám bỏ nhiều quá lắc nó cứng ngắc luôn. Tôm này mình ra chợ á, mình mua mấy tiệm tạp hóa cả nhà. Cho có màu thêm miếng xíu nữa đi dần cho giống người ta đi, bán. Bữa mình đi gì, gì? Mình đi gì Đà Lạt đúng không, mình cũng đúng ăn rồi. Nha hồi nãy em pha nước hơi đỏ hơn lỏng. Rồi vậy là xong nha cả nhà, giờ chúng ta sẽ cùng nhau hấp bánh nha. Hấp hành bỏ vô nữa. Rồi, thế là xong nha cả nhà. Ê, sống này màu đẹp lắm mà sao vô hình mạo nhạt hơn anh ha. Sau khi mà để cho bột nó nghỉ khoảng 30 phút, vợ lại sẽ bỏ thêm cái phần nước ấm vào nha cả nhà. Nhiều ml nước ấm? 600 ml nước. Tổng cộng trong đây là tổng bao nhiêu? Tổng cộng mà một bịch đó là em pha 1 lít 2 nước á. Một bịch bột gạo là pha 1 lít 2 nước nha cả nhà. Rồi em cho miếng dầu ăn vô. Cho xíu dầu ăn vô để chúng ta làm bột nó không bị dính vô cái chén. Bây giờ giờ là sẽ bỏ dầu ăn vô phần bột nha cả nhà. Rồi giờ đi hấp bánh thôi cả nhà. Vậy là hấp thôi. Quá dễ luôn đúng không? Cái bột này giờ đâu nêm gì trong đây đâu đúng không vậy? Chứ xíu muối à. Ok. Chén vô mình hấp cho nó nóng một chút đi, mình đổ bột vô nha cả nhà. Hấp chén trước hả? Đúng rồi, hấp cho nó nóng lên hả? Bây giờ chén thì vợ lại đã hấp trước cho nó nóng chén rồi, bây giờ hấp sẽ... Hấp sơ thôi chứ không phải hấp nóng lên nha cả nhà, hơi ấm thôi cả nhà. Đổ bột vô. Mình bỏ đồ bỏ vô, bỏ chén hả? Mình đổi góc quay bên đây, vợ cầm cái cây cái bên kia che ráo luôn. Bỏ tay và vợ tôi thiệt chứ. Chứ đây vậy sao anh đổ bột vô? Rồi còn chén kính giữa đó sao đổ đây? Y. Giờ lấy cái cây nhỏ hơn được không? Cho đút cái tay mình vô chổng luôn. Đó. Chén này mua chỗ khác nên nó khác màu. Rồi. Bây giờ thì một lần hấp giờ là hấp được 6 5 11 chén nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại và chờ. Rồi. Một lần hấp vậy là mình hấp khoảng 7 đến 8 phút nha cả nhà. Rồi đó. 7 đến 8 phút là được một mẻ. Cái bột này nè cả nhà thấy mà nó trong lại á là sắp được rồi đó nha cả nhà. Thì trên mẹ chỉ là 7 phút đến 8 phút á. Ừ. Giờ cũng 3 4 phút rồi bột anh thấy nó trong trong lại rồi kìa. Cả nhà ơi, bây giờ là sau 7 phút rồi. Đó, cái bột rồi lại thấy nó đã trong lại rồi nha cả nhà. Để em chia thử cho anh coi. Ừ. Để mình sẽ lấy cái đũa mình xin vô thử cái coi. Đã quá cả nhà ơi, lần đầu tiên mà làm bánh bánh bèo luôn á. Bánh bèo chén. Bánh bèo chén. Cái bánh bèo ta. Trung là ăn bánh bèo chén không thì nó có sấy nè, nó có sấy hơi hơi rồi cả nhà. Sao em làm nó không có sấy dữ. Là chín là bột trong giác rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra mẻ đầu tiên nha. Giờ lại đang lấy ra cả nhà. Nó hơi ít quá ta. Ôi. Đã quá. Cái này nó nguội chứ ăn mới ngon ha anh. Đúng rồi, đợi cho nó nguội. Cho nguội cho nó dẻ bột lại, tự nhiên không để cho nó nguội. Nó rất lèo lưỡi. Cái chén đầu em mua nó cái đường nó đẹp hơn ha anh. Nó giống hồi xưa hơn. À, bây giờ chúng ta sẽ làm mẻ thứ hai nha. Rồi, mẻ thứ hai. Đây, mẻ đầu tiên đây. Đó, cái nhìn thấy không? Rất là nóng, ui da, nóng lắm.
xong rồi nè cả nhà ơi, giờ mình múc sẵn vô luôn nha. Chén một miếng vậy đó. Không không chị, lát chừng nào ăn mới xé chị. Ai ăn nó cứ xé ra. Em đi ra mợ bãi em cũng ăn gì nè. Bữa đi ra Đà Lạt thì người ta ấy vô chê vô dĩa. Ăn gì nó ra nó tiện hết ha. Bởi vì em phải kiếm mua được cái chén này nè, đổ nó mới đẹp. Cái chén mình đổ lên màu trắng cũng được mà không đẹp bằng. Chén này là chén kiểu hồi xưa. À đúng rồi. Wow. Chắc làm gì tôi bưng đi bán quá. Nguyên một tàu lá chuối dài luôn. Làm đi chị ba bưng đi bán thôi. Cái này cũng đơn giản đó chị, chủ yếu cái nhân đó cả nhà. Cái tiết thịt bằm dẫn đó bây giờ là lên mâm thôi. Đẹp mắt quê hương. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bây giờ thì lại đã làm xong món ăn đó là bánh bèo. Bánh bèo này là bánh bèo chén nha cả nhà ơi. Bây giờ mà cả nhà mình cùng ăn chung với gia đình lại nha. Bây giờ giờ nứt cục rồi. Ủa cái này là giờ mình sao ta, mình ăn chén nào mình bỏ vô ớt không ăn sao? Má có ăn ớt không? Má làm má thôi. Để ai ăn lấy tự nhiên đi anh. Dạ ok. Đó. Cái này khỏi ấy để cho người đó làm. Rồi cho chị đi ra. Mời cả nhà ăn bánh bèo chén. Mời tiền. Mời em. Tiền ớt thì tự gấp ớt cho nha. Dạ. Cho chị ba cái muỗng coi. Chả nữa kìa. Chả nữa. Dạ, mình thì sẽ chưa chan vô nha, là sẽ ăn thử, là sẽ giúp cái anh phải chan á, không chan anh không có đậm đà đâu. Cho cả nhà mình xem. Ngon nghe không? Cắt chả ra, vì có cái kéo nè. Ôi ôi, bột nó dẻo, nó ngon nè. Cái này nếu mà đúng là ngon là bột gạo mà ngoài miền Trung á để xay á. Ngon lắm em. Ốc, ăn thử miếng chả coi. Mà sẽ bỏ vào miếng ớt. Cái này chắc ớt cay ngon á. Quá ngon. Quá ngon. Coi nước mắm vừa không anh, em làm nước mắm lạc á. Rồi mời cả nhà. Vừa. Tại biết sao anh phải đoán là vừa, tại vì cái thịt này em làm nó cũng đã vừa ăn rồi nè. Giống ngoài Đà Lạt không? Chà, đi Đà Lạt về có món mới cho chú ăn coi. Rồi giờ lại đi ra Đà Lạt á. Số của bán bèo cũng nha. Ngon không? Ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Nay cái chả ngon không má? Ngon. Cái anh đó cho tặng gia đình. Ngắm mai á là hai vợ chồng lại quay clip mà không có không kịp. Đây là giấc chiều mà, nhưng mà hôm nay là sẽ tranh thủ là đăng clip trưa cho cả nhà mình xem nha. Làm ngon quá mẹ. Ngày lâu lắm rồi má mới ăn bánh bèo á con. Thường thường quá ăn bánh bèo ngọt không đúng không? Ừ. Ngon nhớ rồi đó bà bán. Bánh bèo đó còn lo không? Bánh chim nó vừa ăn mà nó ngon ghê cả nhà ơi. Bột cũng ngon lắm cả nhà. Bột nó dẻo nè. Nó dai mà dẻo nè. Ăn gì cho má nhớ lại hồi xưa. Rồi đừng thóc nha. Rồi thóc một chét rồi nè cả nhà. Má là mỗi lần đang nhắc về chuyện xưa là đau nước mắt tuôn trào. Má tiền cái làm gì biết được cái bánh bèo đó ta. Sao biết được. Bánh bèo trong xà đo cả nhà, trên Hậu Nghĩa Đức Hòa là nó nhỏ xíu vậy nè mà nó mỏng dánh à. Đúng rồi đó, đỏ là cái dĩ ha má. Đỏ là cái sự hai thứ
Nhưng mà mày cũng ngon lắm. Mà sao người ta đổ nó có sấy ở chính giữa ta? Ốc cái khuôn. Ốc cái khuôn, cái gì á? Dạ, em biết. Cái đó em biết. Hồi xưa em còn làm bánh lọt với bác ba em nữa mà. Để vô cái rổ á, rưới cho nó chảy xuống. Mốt làm bánh lọt ăn không? Để mốt mình nghiên cứu bánh lọt. Để em nghiên cứu. Bánh lọt là phải sơn cái bột cho nó quẹo lại mới chà. Wow, nay ăn chắc chột dán quá. Sao người ta kêu là bánh bèo ta? À, em mà đi ra ngoài mà bảy em đã tẻ là em với Út phải đi ăn bánh bèo với bánh lăng. Bột ngon cho mình nha. Dẻo dẻo dai dai mềm mềm. Này phải để nguội ha. Nãy mình làm xong cái mình để nguội nè. Này 100 điểm luôn á. Ốc làm sao? Ngon lắm. Làm ốc làm sao? Mua bắt chút làm theo. Rồi chả ngon rồi phải không anh? Chả này là bữa mua cái anh bán tôm mình mua cái ảnh tặng cho gia đình. À, cảm ơn cái món chả rất là ngon em. Ăn hết chén này nè. Còn hai chén rồi. Còn nặng nặng nữa, cả nhà cứ ăn thoải mái. Đua nè, em chị ăn đua nha. Hai hả? Hai rồi. Vô. Từ từ, kỳ đẹp. Đưa chị Nguyệt nhai. Đây thì có chị Ba, còn trong chổng có chị Hương. Bà Hương qua đèo quá. Ba ăn của lại 200 ngàn rồi đó. Hai chén đó. Nhưng mà con này biết thấy hai rồi, thấy thương ha. Má coi liếc nó thấy như thế nào. Ăn ngon cay ớ. Thấy gì chưa? Ba chén hả? Chén con mấy tiền. Dạ, không. Dạ. Lúc này cũng làm hai chén luôn hả ta? Dạ. Bà Năm Nhí á. Cô Năm Nhí đó. Bé Năm Nhí. Bé Năm Nhí. Quên. Quên. Bé Năm Nhí này. Mới là món gì à? Tự sáng chế ra coi được không tìm. Dạ được. Sinh tồn không sinh à? Tồn hả? Đó, sinh tồn không à? Rồi nướng này kia ngoài trời không? Nãy nó mới kêu chị Nguyệt làm con gà đem đi sinh tồn. Chị làm gà. Làm gà nói rồi hai mẹ con nhảy xuống mương lú cái đầu lên thôi để con gà nướng vậy đó. Làm sao ăn với bùn bụng lún rét hết thấy rồi vậy ông kêu ba ngày nổi lên. Tuyệt vời mặt trời. Làm chén nữa đi. Bà đang đua mà. Đua phải đua từ đầu chứ. Phải giao từ đầu mới có kèo chữ vui đúng không cả nhà? Như bà Hương vậy đó. Một tiếng đấu với nó rồi ghê lắm. Còn thấy Hương ăn gian không? Ăn được rồi, Hương cũng ăn táo ngọt. Thương nó ngồi che cái mâm xài, sợ bên con. Sợ con ăn gian. Nhưng mà bà là trầm ăn gian, có biết không? Lâu rồi không có về gặp. Máu cũng vậy. Nó biết là bà Hương Cô Cô là bà đó là bà chùm ăn gian như cả nhà để ý đi. Mang cái gì mà cũng ăn gian lỡ trơn á. Có vẻ ràng lại đang suy nghĩ ra kiếm một cái trò gì để mà mình troll bà. Không cho bà uống nước mắm hết lần nữa. Ủa có còn cái lý chú nước mắm không? Tường. Nước mắm á, nước mắm á. Chị thay ngủ vô lại cái này chế nước mắm chứ. Bỏ nước mặt vô bỏ đá trên. Thêm chén nữa nè. Mang chén nữa đi. Làm chén nữa đi. Mình giờ cũng đang còn chưa no. Chưa no thì ăn tiếp đi. Anh để chén nước mắm thôi chị Nguyệt luôn đi. Tại nãy là ăn tôi uống rượu rồi đó cả nhà. Nên là lại ăn 3 chén là quá nhiều rồi. Lại ngồi lại nói chuyện với gia đình mình. Cái gì mà để lên lá chuối cũng đẹp mắt hết cả nhà. Bà đang suy nghĩ không biết kiếm cái gì đó để cho anh bà mới được. Bà Hương này bà khôn lắm cả nhà. Bà khôn như từ ngày cho nước mắm là kỹ lại rồi. Từ ngày bị lừa uống nước mắm là bắt kỹ rồi. Ớt gì? Hồi ăn cay dữ lắm chị ơi. Vậy hả?
Thanh nghĩ ra nhiều chiêu lắm để mình không thể nào mà nói trên clip được. Bà coi clip rồi bà biết. Đúng rồi, chị Hương coi clip đó. Mình sẽ thôi giờ anh chồng chén lên đi. Phục kích bà. Có bao nhiêu chén? Hai coi bà Năm bán được nhiêu chén nha. 50.000 chén đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đừng nói ta ăn không ngon miệng. 50.000 thôi, chị 40 thôi. Cắt cổ hả? Ngon lắm á. Ngon lắm. Trả không bà? Dạ. Lâu lắm rồi má mới ăn lại mà anh. Lâu lắm rồi à. Nhưng mà nói giờ má ăn bánh bèo kia mà bánh bèo xong mà. Nhưng mà bánh bèo làm nhớ cũng chay nước mắm mặn mà ta. Không, nước cốt anh. Nó tầm ngọt. Bậy á. Có hai loại luôn á. Mắm ngọt đó. Ngọt ấy. Có ngọt nhưng mà không có đậu xanh. Có không? Có luôn. Vậy hả? Người ta đổ vậy ha. Có rau có giá nữa. Đậu đúng rồi. Đậu xanh lên. Rồi xong rồi cái... Có rau giá nữa. Ờ, rồi cái nước mắm ớt. Bỏ đi vô. Ăn nhẹ. Không có bánh bèo ngọt nữa. Bánh bèo ngọt cái màu nó đỏ đỏ con nhớ rồi. Quá đã luôn. Ăn mười mấy chén rồi nè cả nhà. Nguyên gia đình ăn mười mấy chén. Có tiền hết không? Dạ hết. Má ăn hết chén đó luôn đi rồi mình chào tạm biệt mọi người. Má ăn hết này nổi không? Nổi chứ. Ăn thêm chén không? Thôi ăn thêm một chút nữa ăn. Má lại mê bánh bèo rồi cả nhà ơi. Mê ăn bột quá. Má mê ăn bột quá. Cháo trắng má cũng ăn nhiều nữa nha. Hôm qua má ăn cháo trắng nhiều ghê. Rồi, dạ. Mấy chén ta? Điểm nha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 chén. Rồi, thật cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi gia đình là sức khỏe thời gian vừa qua nha. Là chúc cả nhà mình có một buổi là làm thử cái món bánh bèo này đặng đãi cho gia đình mình ăn cơm ngon không nha cả nhà nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và ngon miệng. Chào. Bye bye.